Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 cho đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, chuyên gia, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các phường xã trên địa bàn thành phố Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương tham dự và báo cáo tại hội nghị. Hội nghị được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương báo cáo các nội dung về kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết số 54 đối với tiến trình xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhằm cụ thể hóa đầy đủ toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 54. Toàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh thiên tai, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Về chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tỉnh quyết tâm huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư. Hoàn thành đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, các đề án quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.